Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh du lịch cùng Mây. Chắc hẳn sẽ rất nhiều bạn quan tâm đến việc chi phí cho một chuyến đi du lịch Hàn Quốc tự túc là bao nhiêu đúng không? Thì vlog ngày hôm nay của mình sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi đó. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu. Trước khi mình quay cái vlog này thì mình cũng có viết một cái bài viết ngắn ngắn đăng trên blog cá nhân của mình, thì mình cũng sẽ gắn ở trong cái mô tả ở cái video này. Thì trong cái vlog ngày hôm nay thì mình xin phép được dùng tài liệu một chút, bởi vì là mình sẽ không thể nhớ được hết các cái khoản chi phí mà mình đã chi ra ấy. Và mình muốn là liên quan đến những cái phần chi phí này thì mình muốn nói một cách chính xác hơn, nên mình sẽ dùng tài liệu một chút nhé, thì các bạn thông cảm giúp mình. Chi phí đi du lịch Hàn Quốc thì chúng ta có thể chia ra các cái khoản mục chính, đó là chi phí để chúng ta xin visa này, chi phí để chúng ta booking khách sạn, booking máy bay, tiền ăn uống này, tiền giao thông đi lại, vé vào cửa các điểm tham quan và mua sắm. Thì mình nghĩ đấy là những cái khoản mục chính mà phần lớn chúng ta sẽ cần phải chi. Chi phí xin visa thì phụ thuộc vào việc là bạn xin visa một năm hay là multiple nhiều lần, hay là bạn qua dịch vụ, bạn làm tự túc, vân vân. Thì đối với trường hợp của mình xin visa du lịch Hàn Quốc 5 năm tự túc thì tổng chi phí của mình hết là 2.560.000, là bao gồm cả các cái loại chi phí như là phí sao kê, dịch thuật và ảnh thẻ vân vân của mình, là toàn bộ là mình hết 2.560.000. Nếu như các bạn qua dịch vụ nhá thì gần như là các bạn cứ x2 lên cho mình. Còn nếu như các bạn xin visa nhập cảnh một lần thôi thì tự xin sẽ rơi vào khoảng hơn 1 triệu, còn qua dịch vụ thì sẽ hơn 2 triệu. Thì đấy là mình thấy cái giá trên thị trường là như thế. Thì phụ thuộc vào việc là các bạn có nhiều thời gian để các bạn tự làm visa hay không, hay là visa của bạn có tự tin đủ mạnh hay không, thì các bạn sẽ lựa chọn là tự làm hay là qua dịch vụ. Thì mình thấy là nếu như hồ sơ của các bạn đủ tốt rồi và các bạn cũng không phải là quá là bận bịu thì các bạn nên tự làm. Thì tự làm sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí. Nếu như các bạn không rõ mông lung về việc là chuẩn bị hồ sơ như thế nào thì cũng có thể xem các cái video chia sẻ trước của mình nhé. Mình xin visa và nhận được kết quả visa vào ngày mùng 1 tháng 6. Thì cái thời điểm mà mùng 1 tháng 6 đó mình đặt vé máy bay đi Hàn Quốc cuối tháng 10 đầu tháng 11, tức là thời điểm cao điểm của mùa thu lá vàng Hàn Quốc, thì nó chỉ rơi vào khoảng 3.6 triệu. Mình không hiểu tại sao lúc đấy nó lại có nhiều cái chương trình ưu đãi, giá vé máy bay nó lại rẻ đến như thế. Thế nhưng mà những cái người đi cùng mình ấy thì chưa xin được visa, nên là chưa quyết được chính xác cái ngày mà mình sẽ định đi là ngày nào. Thế nên là mình chờ họ đến cuối tháng 6 thì mình mới bắt đầu đặt vé máy bay. Thế lúc đó thì vé máy bay nó đã tăng lên một chút rồi, nhưng mà so với thời điểm bây giờ khi mà mình muốn đặt máy bay để sang Hàn lại ấy, thì giá nó vẫn chênh lệch nhau rất là nhiều nhá. Cái thời điểm cuối tháng 6 năm 2023 mình đặt vé máy bay nó chỉ rơi vào khoảng 4.2 triệu. Và mình xem nào. Vé máy bay của mình tổng cộng là hết là 4.177.492 đồng, là bao gồm cả ký gửi rồi nhá các bạn nhá. À chưa bao gồm ký gửi ạ, mình xin lỗi. Thì đợt đó cũng có khá là nhiều chương trình ưu đãi, và mình có cái thế mạnh đó chính là mình có visa du lịch Hàn Quốc 5 năm nên mình có thể book vé máy bay được rất là xa. Còn phần lớn thì các bạn mà xin visa nhập cảnh một lần có thời hạn trong vòng 3 tháng thì sau đấy vài tháng các bạn ấy mới bắt đầu book vé máy bay thì nó sẽ bị, chắc là bị cung cầu nó hơi chênh lệch nên giá nó đắt hơn một chút. Thì đó là ưu điểm của việc mà các bạn xin visa du lịch 5 năm nhá. Lần sau mà các bạn đi Hàn Quốc là các bạn cứ thấy vé rẻ là các bạn quất thôi. Rất là tiện, không cần phải xin visa lại nữa. Vé máy bay chiều đi của mình đã được tặng 20 cân ký gửi rồi, cho nên là mình chỉ mua bổ sung cái ký gửi chiều về mà thôi. Mình bổ sung 20 cân ký gửi chiều về. Thì về cơ bản là mình cũng không mang quá nhiều đồ và mua quá là nhiều quà, nên là 20 cân với mình là đủ. Nhưng các bạn nữ nào mà nghiện mua sắm ấy thì các bạn nên cân nhắc là mua khoảng 30 cân trở lên. Vì các bạn biết là đặc biệt nếu các bạn đi sang Hàn vào mùa thu hay mùa đông ấy, quần áo rất là dày, chiếm rất là nhiều diện tích và nặng, thì các bạn cân đối và mua cái ký gửi phù hợp. Sang đó là cái gì cũng muốn bách về luôn ạ. Đó, thì như vậy tổng cộng chi phí cho phần tiền vé máy bay và các cái ký gửi của mình nó sẽ rơi vào khoảng 4.8 triệu. Tiếp đến là tiền booking khách sạn. Thì mình ở Hàn Quốc 6 đêm hết là 4.135.000, tức là trung bình khoảng 700.000 một đêm. Cũng rất là may mắn khi mà mình đi cùng với hai cặp đôi, tức là mình bị lẻ ra. Và có những cái hôm mình ở một mình một phòng nhưng mà các anh chị ấy vẫn chia tiền phòng đều, nên là mình đã được kiểu như được donate một chút. Cộng thêm nữa là trong team của mình có một chiến thần săn sale, thế nên là mình được ở các cái khách sạn tốt mà giá rất là rẻ. Thế nên là các bạn
Nếu mà sang Hàn muốn ở những cái khách sạn gọi là tương đối ổn, đầy đủ tiện nghi thì phải bỏ ra từ khoảng 700 đến 1 triệu 2 cho một đêm nhá. Cái chi phí của mình nghĩ là cũng không phải ai sẽ có thì được cái chi phí như thế đâu. Với mình thì những chi phí như là chi phí mua vé máy bay, booking khách sạn và xin visa nó đã chiếm đâu đó khoảng một nửa chi phí của mình rồi. Và những khoản chi phí đó mình đã mua thanh toán từ trước khi sang Hàn vài tháng nên cái chi phí để đi du lịch Hàn nó được dàn đều hơn giữa các tháng với nhau. Ngoài ra thì trước khi sang Hàn thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị thêm một số những cái vật dụng thiết yếu khác cho bản thân như là SIM 4G này, cái phích cắm chuyển đổi, thẻ T-Money. Các bạn cũng có thể mua thẻ T-Money tại Hàn nhé. Còn với mình thì mình mua luôn tại Việt Nam và mình mua pass lại thì chỉ có khoảng 48.000 thôi, 48-50.000 thôi. Rồi là các khoản chi phí chúng ta di chuyển tới sân bay và từ sân bay quay trở về. Nếu như các bạn đi vào mùa đông thì các bạn cũng có thể cân nhắc mua một vài cái miếng dán giữ nhiệt. Như vậy thì tổng chi phí cho các cái khoản mình chuẩn bị trước khi sang Hàn không tính tiền xin visa là 9 triệu 477 nghìn. À thì mình cũng không tính những cái khoản như là mình chuẩn bị mua quần áo và vali vào trong đây đâu nhá. Tiếp đến là những cái khoản mà mình sẽ phải chi tại Hàn này. Thời điểm mình đi thì mình đổi tiền mặt tỷ giá 18,5 thì các bạn dựa trên cái tỷ giá hiện tại của mình để tăng thêm cái phần chênh lệch giá đối với các phần chi phí bên dưới nhá. Có một vài bạn thì mình thấy nói rằng là quẹt thẻ một vài cái ngân hàng ấy tỷ giá sẽ tốt hơn so với việc chúng ta tiêu tiền mặt. Tuy nhiên thì mình nghĩ là để có được cái tỷ giá như thế thì cái thẻ ngân hàng đấy của các bạn cũng phải ở cái mức là kiểu platinum hay gì xịn xịn gì đó. Còn nếu như các bạn dùng các cái thẻ thông thường bình thường thôi thì đa phần là mình thấy tỷ giá nó sẽ cao hơn việc chúng ta sử dụng tiền mặt đấy. Đặc biệt là trường hợp của Techcombank nhá, là họ sẽ không trừ các khoản thuế phí ngay lúc chúng ta quẹt đâu nên chúng ta sẽ bị hiểu nhầm rằng cái tỷ giá đó nó thấp hơn tiền mặt. Và chính cái team du lịch của mình là cái team mà đã bị nói là lừa thì không biết có nặng nề quá không, nhưng mà do là chúng mình cũng không tìm hiểu kỹ cách mà họ sẽ tính chi phí như thế nào nên là khi những lần đầu mình quẹt ấy mình thấy là tỷ giá tốt hơn tiền mặt và mình cứ dùng quẹt thẻ mãi thôi. Nhưng đến khi mà mình phát hiện ra là nó cao hơn tiền mặt như thế thì mình chuyển sang dùng tiền mặt. Và mình cũng có thử quẹt một vài cái thẻ khác. Ngoài Techcombank thì mình có là VPBank và VIP, nhưng tất cả đều có tỷ giá cao hơn so với việc mình dùng tiền mặt. Thế nên là các bạn chuẩn bị tiền mặt một cách vừa đủ để chúng ta có thì có được cái tỷ giá tốt nhất, nhưng mà cũng không dư quá nhiều để khi chúng ta quay về Việt Nam chúng ta đổi lại tiền nó bị mất giá. Còn đây là những khoản chi phí mà mình đã chi tại Hàn Quốc thì mình sẽ gắn một cái ảnh ở đây cho các bạn dễ hình dung nhé. Thì như các bạn thấy là có ba cái khoản chính mà mình chi tiêu tại Hàn. Một là chi phí mình di chuyển mất khoảng gần 800 nghìn. Thứ hai là chi phí mình ăn uống trung bình là khoảng 600 nghìn một ngày. Và thứ ba là tiền mình thuê hanbok 3 tiếng là 1 triệu 200 nghìn. Thì tiền thuê hanbok là optional với các bạn có thể không thuê hanbok hoặc thuê loại ít tiền hơn để giảm chi phí. Còn đối với phần ăn uống nhá, thì mình cũng có nêu thêm là mình đọc khá là nhiều bài review và mọi người nói rằng là sang Hàn ăn mỗi ngày trung bình khoảng 1 triệu. Thì đối với bản thân mình ấy, thì mình thấy là 600 nghìn cũng rất là thoải mái rồi. Đặc biệt là với con gái khi mà mình ăn cũng không quá là nhiều. Mình thấy là mình sang mình cũng uống cà phê, mình ăn vặt nhiều này, mình ăn đồ nướng và thưởng thức các cái món ăn đặc sản truyền thống của Hàn Quốc khá là nhiều. Mình chỉ ít ăn hải sản thôi, nhưng với cái giá là 600 nghìn là mình thấy vẫn rất là thoải mái. Nếu như các bạn theo dõi các cái video trước của mình thì cũng thấy là một trong những cái điều ấn tượng tại Hàn của mình là mình thấy đồ ăn không ngon như ở Việt Nam. Thế nên là mình cũng không ăn quá là nhiều những cái thứ mà nó lạ lạ ấy. Tức là mình hạn chế thử những cái món lạ để tránh cái trường hợp là tiền mất tật mang. Nên là với cái khoản ăn uống thì mình thấy là nếu như các bạn hợp đồ ăn Hàn và có sức ăn tốt thì 1 triệu là hợp lý. Nhưng nếu mà các bạn không quen với đồ ăn Hàn và ăn cũng bình thường thôi thì các bạn cứ rơi vào khoảng 600 nghìn đến 800 nghìn cho một ngày là rất là thoải mái rồi. Bao gồm cả tiền visa thì chuyến đi 6 ngày 6 đêm của mình tổng cộng hết 18 triệu 679 nghìn. Còn nếu như mà mình tính cả những cái khoản chuẩn bị trước khi đi và những cái quà tặng quà lưu niệm từ Hàn mang về thì sẽ rơi vào khoảng là 24 triệu. Như thế để chuẩn bị cho một chuyến đi nó thoải mái nhất thì các bạn nên có cho mình từ khoảng 22 đến 25 triệu cho một chuyến đi tự túc 6 ngày 6 đêm. Ok, thì video của mình đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.